mười ba cụ túc yêu bà di phó thác thứ ba vô vi nghịch hạnh Bấy giờ, thiện tài đồng tử quán sát suy ngẫm lời dạy của thiện tri thức, giống như biển cả nhận nước mưa lớn không nhàm đủ, nghĩ như vậy, lời dạy của thiện tri thức như mặt trời mùa xuân sinh trưởng tất cả căn mầm pháp lành, lời dạy của thiện tri thức như ánh trăng rằm, phàm vật chiếu đến đều được mát mẻ, lời dạy của thiện tri thức như núi tuyết hè hay trừ nóng khát của tất cả chúng sinh, lời dạy của thiện tri thức như ánh mặt trời chiếu ao thơm hay nở tất cả hoa sen tâm lành, lời dạy của thiện tri thức như châu báu lớn, đủ thứ pháp bảo đầy dẫy trong tâm, lời dạy của thiện tri thức như cây diêm phù tích tụ tất cả hoa quả phước trí, lời dạy của thiện tri thức như đại long vương du hí tự tại ở trong hư không lời dạy của thiện tri thức như núi tu di, nhiếp thu vô lượng pháp lành, ở trên cõi trời 33, lời dạy của thiện tri thức như trời đế thích, chúng hội vây quanh không thể che khuất, hay hàng phục dị đạo chúng quân Atula. Suy ngẫm như vậy, từ từ đi đến thành hải trụ, đi khắp nơi tìm kiếm vị yêu bà di đó. Bấy giờ chúng người đó đều nói rằng, thiện nam tử vị yêu bà di này đang ở tại nhà trong thành này. Thiện tài nghe rồi, liền đi đến cửa nhà cụ túc yêu bà di, chắp tay mà đứng. Nhà đó rộng lớn, có đủ thứ sự trang nghiêm, tưởng vách bằng các thứ báu vòng khắp chung quanh, bốn mặt đều có cửa báu trang nghiêm. Thiện tài vào nhà rồi, thấy cụ túc yêu bà Di ngồi trên tòa báu, độ tuổi trung niên xinh đẹp, đoan tránh đáng kính, mặc y phục trắng, tóc rũ xuống, thân không mang chuỗi ngọc. Thân sắc tướng oai đức quang minh, trừ Phật Bồ Tát ra không ai sánh bằng ở trong nhà đó bày mười ước tòa ngồi hơn hẳn chư thiên tất cả hết thảy đều là bồ tát nghiệp lực thành tựu trong nhà không có y phục thức ăn uống và tất cả vật tư xanh khác chỉ để một cái bát nhỏ ở trước mặt cụ túc yêu bà di lại có một vạn đồng nữ vây quanh oai nghi sắc tướng như thiên thể nữ dùng đồ báu đẹp nghiêm sức nơi thân, lời nói mỹ miều vi diệu, ai nghe cũng hoan hỉ. Thường ở hai bên trái phải gần gũi chiêm ngưỡng, suy ngẫm quán sát, kho mình cúi đầu, lắng nghe sự sai bảo. Các đồng nữ đó thân tỏa ra hương thơm sông khắp tất cả, nếu có chúng sinh nào ngửi được mùi hương đó, đều được không thối chuyển, tâm không nộ hại, tâm không oán kết tâm không tham ghen, tâm không dối nịnh, tâm không âm hiểm quanh co, tâm không thương ghét, tâm không sân hạ, tâm không hạ liệt, tâm không cao mạ, sinh tâm bình đẳng, khởi tâm đại từ, phát tâm lợi ích. Trụ tâm luật nghi, lìa tâm tham cầu, ai nghe được tiếng của họ đều hoan hỉ, vui mừng, ai thấy được thân của họ đều lìa khỏi tham nhiễm.